quá bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hy sinh dấu cho đói nghèo.
ngàn xưa, bóng hình người mẹ của tôi dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian. Mẹ ơi hai tiếng Chúa cha ngàn ân tình, trẻ thơ âu yếm thót trên vành môi, và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời, người ta đau đớn về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, gió áo mất bay qua trời, còn dây dứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ tôi. Trong lòng con ấp ủ hình ảnh mẹ sơn một đôi chắc chiêu, hy sinh dẫu cho đói nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian. Mẹ ơi hai tiếng Chúa cha ngàn ân trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi, và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời, người ta đau đớn trên đời này. Người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, xem
mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong phai. Trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mãi khi chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, nảy lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời kính chúc các cô bên ngoài kính vô trong, kính vô để giờ diễn tụng kinh. Đặc biệt là đối với Tam Bảo, bà đã để lại
một tấm gương tốt mà tất cả trong lòng tăng ni và Phật tử khó quên. Hôm nay 88 năm hiện diện trên cuộc đời, bà đã xả báo thân thương hằng thị định. Bà ra đi chẳng những để lại một sự tiếc thương vô cùng lớn lao đối với gia đình, các con, các cháu, mà còn để lại một sự thương tiếc đối với tăng ni và Phật tử. Đứng trước cảnh vô thường, sinh ly tử biệt, kẻ ở người đi, làm sao khỏi ngậm ngùi xúc động trước giờ hiện diện cuối cùng. Chỉ còn vài phút nữa là nhục thân của bà Thanh Ngọc tăng anh nửa lòng để trở về khỏi niết bàn vô tu bất diệt. Vào giờ phút này chưa tăng ni và chẳng biết nói gì hơn, tụng biến kinh để cầu nguyện, cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh gia hộ hiện độ vô lượng của bà Thanh Ngọc số bản sư nghiệp Phật quốc. Đó cũng là lời nói sau cùng để cảm nghĩa người Phật tử thượng thành suốt cuộc đời hy sinh cho Phật pháp. Giờ này quân tỉnh chư tôn thường tòa đại đức tăng ni và mời các Phật tử đồng nhất tâm chánh niệm để dâng lên cầu kinh cầu nguyện trợ duyên cho hương linh của bà sớm tăng cao biệt Phật quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm Bính Tuất, toàn thể tăng ni Phật tử các miền tỉnh xa đồng về tứ gia tiện đưa nhục thân Phật tử chánh ngọc đến đài Hòa Sáng Bình Hòa. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương thân năm mươi phương cung dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời dự đạo theo tự tánh làm lành cùng phạm giới chúng sanh cầu lắm chung ngày 26 tháng 8 năm Bính Tuất, có bạn 88 tuổi nghe được kinh này tả hao quan cây phát con niệm Phật chứng hạnh đường ác liền được vãng sinh về Tây Phương tịnh độ, xin ơn trên chư Phật chứng minh lễ Phật
trăng